Xin chào tất cả các bạn nhá. Hiện tại là mình lại có mặt tại làng cổ. Hôm nay thì dẫn anh bạn này mới sang Hàn để đi thăm cái ngôi làng cổ này. Bởi vì là anh bảo là muốn đi làng cổ chơi và không biết là làng cổ ở bên Hàn Quốc như nào. Thì hôm nay là dẫn vào đây thăm làng cổ. Ở đây có rất nhiều xích trang đẹp. Này, bên kia là có cái mái dạ rất là đẹp không? Thời tiết mấy ngày hôm nay mưa rất là to, thực sự là cũng rất đáng buồn cho, bởi vì buổi sáng nay mình mới đọc được cái tin tức là một cái hầm ở thành phố Trương Chu bị lụt các bạn ạ. Bị lụt và bị chết 7 người, thật là buồn. À, thác nước chảy đẹp chưa này? Wow. Trước khi vào cổng làng đấy thì thường có một cái này các bạn ạ, đó là những cái bức tượng người ta khắc đẽo bằng gỗ, đó là mục đích là xua đuổi tà ma các bạn ạ. Đó, đó, quay gần cho các bạn xem. Ở đây nó có cái chữ nho thì các bạn có thể đọc được, các bạn biết đó, bên đây cũng vậy. Vào mùa này thì đang là mùa hoa sen rất là đẹp, hoa sen nở rất đẹp. Đây là thực ra nói là mùa này là hoa đã nở rất là nhiều rồi và thành đài sen các bạn, đài sen này đó, không hoa sen được chưa, sen rất là đẹp này, ngôi làng cổ này bao la bát ngát luôn này đó. Đấy thì bây giờ mình sẽ đưa các bạn vào trong ngôi làng cổ xem có cái gì thì hay ho không các bạn nhé. Đó. Hãy đi theo chân mình vào ngôi làng cổ. Ở đây rất nhiều khách du lịch người ta đến người ta chụp ảnh. Đây là con đường này là rẽ vào trong cái ngôi làng nhà lá. Mình sẽ đi vào con đường này. Đó, đi vào trong con đường này xem nó có gì không. Bên kia vợ con mình đang đu đưa. Ở đây vào ngày lễ hội thì thường có trò chơi dân gian rất là vui các bạn. Đây này, mình quay các bạn này. À, đây này. Đây cái làng cái máy dương máy dạ nhá. Nó gần giống như Việt Nam mình nhá, ngày xưa. À, quay gần cho bạn xem này. Nhưng mà người ta lợp một cách thì nó dày hơn. Bên đây nó cũng là dơm dạ. Đó, dơm dạ người ta lợp mái và cửa ra để đây. Và đặc biệt đây các bạn này. Mình quay các bạn này, cái bức tường này nhé. Bức tường rào nhé. Hầu như là ở ngôi nhà nào hay là chỗ nào người ta cũng xếp những viên đá này thành những bức tường rào như này các bạn. Đó, nhìn chưa? Quay xa xa cho các bạn xem. Vợ và con mình đang thích đu đưa ở chỗ cái khu này. Bên kia là một cái ngôi nhà các bạn ạ. Ngôi nhà này vẫn còn người sinh sống luôn. Đây, có anten tivi này, có đầy đủ thứ. Nhưng đặc biệt này, quay thực tế luôn này. Đấy, cái ngôi nhà này đấy thì để cho mình nói cho các bạn rõ hơn, có nghĩa là bên đây nó là một cái ngôi nhà chính để cho mọi người sinh sống không đấy, có một cái nhà bếp bên cạnh cũng giống như Việt Nam ấy, mình có ngôi nhà chính xong có ngôi nhà bếp, bếp thì không được để trong nhà mà ngôi bếp riêng, và đặc biệt là có nhà vệ sinh riêng các bạn đó. Ở đằng kia có nhà vệ sinh riêng luôn đó. Có cái nhà vệ sinh riêng luôn, là cái là bên ngoài cũng giống như Việt Nam ngày xưa ấy, là có xây nhà vệ sinh bên ngoài các bạn. Đó, ở đây cũng vậy. Ở đây có cái cây mà mình thấy nó giống như cái lá tí tô các bạn. Lá tí tô không biết phải không? Không phải các bạn, nhìn rất giống lá tí tô nhưng không phải. Bức tường thì rêu phong phủ kín này. Thực ra mình đến cái ngôi nhà này cũng rất là nhiều rồi,
Nhưng mà hôm nay lý do là được đến là cũng là bởi vì là anh bạn này anh rất muốn đi làng cổ, không biết làng cổ ở bên Hàn Quốc như thế nào. Đấy, cho cảm nhận ra này. Chúng là nó rất là mạc, nó tông lanh, nó rất là đẹp đấy. Đẹp đúng không? Đẹp, nó rất là thiên nhiên. Tí nữa mình đi vào trong kia mình xem những cái từng ngôi nhà một thì mình thấy nó có cái nó rất lạ, bởi vì là cái ngôi làng này ấy, là nó xuất phát từ rất lâu, mấy trăm năm nay vẫn còn nguyên vẹn như này. Người ta vẫn ở đấy không? Vẫn ở đây, người ở bình thường, người vẫn ở bình thường, nhưng mà khách du lịch vẫn vào tham quan, vẫn rất là trong lành. Bên đây là chỗ nghỉ ngơi đồi thông. Đồi thông đấy, nghỉ ngơi vào cái mùa lễ hội cơ, và hình như tháng 11, tháng 12 đấy, vào lễ hội lên cực đẹp luôn, vui lắm, người đông nghịt luôn. Mình có dịp đến vào đúng ngày lễ hội. Bên này mùa tuyết chắc là đẹp không? Mùa tuyết đẹp. Mùa tuyết anh có nhiều bức ảnh về mùa tuyết đấy. Thế gia đình mình tiếp tục đi vào trong kia. Đây là quay các bạn này, đây là cái bắp ngô này bạn này, ngô này. Đó. Rất là nhiều ngô này. Ngô người ta trồng đây, bên trong là người ta trồng xen kẽ với lại là cái gì? Cái củ tỏi, hành tỏi, tỏi. Hành tây à? Bên trong nữa là trồng ớt, bên Hàn Quốc là tê pha chứ, tê pha. Bên quốc Hàn Quốc chủ yếu là ta trồng ớt lại nhiều. Đây là cái hành to các bạn. Bên Hàn Quốc người ta rất thích ăn hành to. Cái món gì cũng cho hành to vào các bạn. Ít hành nhỏ. Con này ăn được là ngon này, ăn vừa tới. Con này bắp nếp. Nếp này. Đây là nếp nhà. Chắp xanh. Đây có bí ngô này. Mình có thời gian mà ngắt ngọn bí ngô rất là ăn rất ngon này, bởi vì bên Hàn gần như người ta không ăn ngọn các bạn. Đây bên Hàn người ta chỉ ăn cái này này. Cái lá này này, cái bí ngô này, cái lá dài to không phải người ta cái tước chỉ ăn một cái cuống lá thôi. Đó. Và cái trái bí ngô nhỏ. Còn to là không ăn. Đây nhá, mình quay cho các bạn cây này, cũng rất lạ này. Ốc chó đó. Đây là cây ốc chó các bạn. Đây là quả ốc chó nhá. Quả ốc chó thì nó sẽ mọc khi ra quả là nó sẽ thành đôi quả này. Hai quả này, nó liền nhau này, đó, nhìn chưa? Đó, nhiều người đôi khi không biết, ở Việt Nam biết là quả ốc chó nào, cứ bỏ quả ốc chó. Đây, đây ốc chó nhá, đây là quả ốc chó, đó. Mực cây ốc chó, lá ốc chó này, đó. Đây, đây lại nhìn bức tường rất là đẹp này. Tường bên trong đây là ngôi nhà người ta nộp mái dạ, rất có một cái gì cái đó nét đặc trưng, nó khác với bình thường. Đây bên kia các bạn nhìn có cả cụ già ngồi sinh sống trong ngôi nhà nhé. Đấy, đây là nhà tôi đang sửa các bạn đó. Đây là người ta có những cái trò chơi dân gian luôn này. Đẹp chưa? Con mình thích lắm này, thích. Em xem vào đi. Đó. Trò chơi dân gian rất là vui. Ở bên cạnh đây thì nó có một cánh đồng rất là rộng thênh thang, cánh đồng của ngôi làng này các bạn nhé. Đấy, mỗi ngôi làng nó có một cánh đồng riêng. À, ở đây người ta trồng lúa, như Việt Nam các bạn. Đấy, lúa này. Lúa thì bắt đầu mới lớn lên, chưa vào đồng các bạn. Đấy, phải đến tháng 9 thì ở đây hình như là lúa bắt đầu mới gặt. Đó nhá, cánh đồng cũng bạt ngàn, có cánh cỏ bay không? Bạt ngàn luôn. Đó. Thường thì những vào ngày này thì khách du lịch người ta thường thường đến cái làng này chơi, và thường thường là cầm gia đình, người ta đi cùng cái gia đình vào trong cái làng chơi các bạn. Đó. Đây cũng có một gia đình, hai đứa con và vợ chồng vào đây. À, các bạn nghe cái tiếng gì không? Rất quen không? Vào mùa hè đấy. Đó là tiếng ve các bạn, ve sầu. Đấy, ve sầu trên cây này, đấy, lại ngắt nghe này. Mình đến gần.
Trong đây cũng có một cái khu trồng sen các bạn, có hoa lở. Bên đây có những bụi tre, mình cảm giác giống y như là ở Việt Nam các bạn, rất giống Việt Nam luôn. Đấy, bụi tre. Đấy, bụi tre cao hút luôn. Hàn Quốc ấy, người ta, những ngôi làng người ta vẫn còn giữ nguyên cái bản sắc từ ngày xưa, vẫn còn những cái bụi tre như thế này. Đấy, bụi tre này. Đó. Giống như miền Bắc ngày xưa ấy, miền Bắc Việt Nam thì có những bụi tre như thế này. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì cũng dần dần mất đi rất nhiều rồi, bởi người ta phá những bụi tre, người ta thay vào những cái gọi là bức tường bê tông. Gọi là những cái bức tường rào ấy, bằng bê tông luôn, người ta không dùng bụi tre, sợ hình như rắn rất nhiều thôi. Đây là mình quay cho bạn xem đây. Đây có một cái gọi là cái mô hình nhá. Mô hình giống ngày xưa các bạn. Đây ra gạo nhá, đây này. Đây là cái chỗ này này, có nghĩa là một người đứng chân đây, dậm chân đây và chân kia. Thế là đứng dậm, đây là chỉ là mô hình thôi, không còn cụ thể ngày xưa nữa. Kia là cái cối ra gạo này. Xong dậm lên dậm xuống này. Đấy. Đó là ngày xưa đấy. Ngày xưa như thế, nhà mình cũng đã có cái máy gọi ra gạo. Có nghĩa là cái không phải cái máy mà cái cối xay gạo ấy. Đó, cối xay tóc. Cối xay tóc và cái cũng có cái như này để giã gạo các bạn này. Đấy, mình cũng đã hiểu được cái cảm giác đấy, cái thời đó là mình tầm khoảng độ là 9-10 tuổi đấy, mình cũng đã biết được cái loại cái kiểu giã gạo như thế này. Đấy, vợ đã từng biết cái cối giã gạo này chưa? Xem phim biết đời. À, thời vợ mình xem phim chưa trải nghiệm dài. Nhưng mình là người đã trải nghiệm. Đây là cái cây này, nó là cây liễu các bạn này. Liễu giống y là ở Việt Nam này, có cây liễu luôn. Là cây liễu các bạn này, liễu to chưa này. To chưa này. Đó, ui giời, cây liễu rất là to cho làng cổ này. Đó. Đây. Bên đây là có cái nhà này như kiểu nhà địa chủ hồi xưa chứ. Hả? Đúng không? Cái ngôi nhà này như kiểu nhà địa chủ hồi xưa đấy, mái xây nhà xây nó phải mái dạ các bạn. Con đường rất là đẹp. Đây có ngôi nhà nhé, ngôi nhà dạ này. Và bên đây lại có một ngôi nhà để mình quay các bạn xem này. À, quay rất gần cho các bạn xem để các bạn biết được cái kiến trúc ở bên Hàn Quốc này như thế nào. Đó, cái mái rất là người ta làm rất đơn giản nhé. Bằng đó. Thấy chưa? Không biết các bạn nhìn rõ không? Đó, thấy chưa? Cái mái đấy, đó. Kiến trúc cái kiểu đặc trưng của Hàn Quốc. Đấy à. Thời tiết đang mưa, lâm thâm mưa các bạn. Đấy là mình sẽ đi vào đây mình xem, không biết là vợ mình bảo là bên đây trong đây bán cà phê. Thì mình muốn vào xem là cái vị cà phê ở trong đây nó có ngon không. Đấy. Bên đây vào tường này có những cái bông bí, cái bí nó mọc đầy gì ở vào tường bao này. Đó. Nghe nhạc nó rất là dễ chịu. Đấy. Đây là có rất nhiều cái hũ này. Hũ đựng ngày xưa thì người ta hay đựng kim chi, đựng muối, đựng tương hay gì đấy. Đây, mình sẽ đi vào đây. Mình sẽ mua đồ ăn. Đây, cái cổng rất đẹp, cái cổng rất đơn giản nhé. Đấy. Rồi mình sẽ đi vào đây. Bên đây các bạn này. Cái ngôi nhà này rất đẹp này. À. Đó, cái ngôi nhà người ta dựng rất đẹp và có lối đi này như này không? Vườn rộng. Đây như kiểu là cái chỗ này người ta bán hàng đấy. Mua gì ạ? Nhớ xe ô. Coffee. Ờ, ok. Không ngồi đâu. Ra cứ ngồi cho vui. Súp sư. Mình sẽ uống một găng cốc cà phê. Và chủ rất là hiền lành. Súp
Cho anh đi đâu đi. Cho anh Kỳ. Đây mình sẽ đây làm vợ mình order đồ đồ xong ra ngồi uống ngoài này các bạn. Để đôi khi vào trong làng cổ mình lại được thưởng thức cái phong cách riêng ở cái ngôi làng như thế này xem nó như thế nào các bạn. Đây. Mình sẽ bỏ ghế ra mình ngồi. Đây, cái ghế. Wow. Ôi tuyệt vời chưa này. Đó. Cảnh rất đẹp luôn. Phê cà phê ra. Cà phê của anh à? Coffee ở trên này. Yêu bữa. Yêu. Đây là coffee mình nhá. Hả? Đây là cốc cà phê bên trong làng cổ các bạn. Với giá bao nhiêu bạn? Em biết nó tính hết 18 000. Cốc cà phê 4.000 bằng 80.000 tiền Việt Nam. 6.500, 6.300, 13.000. Đây là cốc quyền dưa hấu với lại cái cốc dâu tây thì nó rơi vào tầm độ 6-7.000. 6.500 thì nó rơi vào tầm độ là 120.000 tiền Việt Nam. Đây mình uống cà phê. Cà phê Bocacino nhưng mà cái không cái loại cà phê này á. Gọi là sách chép cà phê Việt Nam. Cà phê Việt Nam nó đặc nó ngon, cà phê Hòa Tan thì nó đâu vào đấy các bạn. Cà phê này á, ui giời ơi, uống chẳng có vị gì, nhạt thèo. Nhưng mà đi vào đây nó nóng này, vào đây cũng có cái cốc đá uống nó tốt. Em chung nhắc chung đi cần chó thì ấy luôn, ngon chưa này nữa. Đây là bát chè của làng cổ nha. Đây mình ăn chè của thời Chu Sơn nha mọi người nhé. Chu Sơn xì te. Chu Sơn. Thời Chu Sơn. Đó. Bát chè. Cảm ơn chưa? Khoan, cảm ơn rồi mới uống. Cảm ơn. Cảm ơn không gì nữa đây. Cảm ơn. Cảm ơn đi em. Không gì nữa đây. Cảm ơn chưa? Cảm ơn chưa? Cảm ơn đi. Cảm ơn. Cam. Cảm ơn. Cam. 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 Cam nói gì? Cảm ơn nhà nó bị nó cam. Không ơi. Không. Ồ nhà kia vô được luôn nhỉ. Tôi không có ngồi vào mình vào được bằng này được không? Mình không biết đấy. Không, cháu ơi mình nghe. Ở trong hoa đang cà chi. Thôi như vậy là mình uống xôi no say rồi. Bây giờ trời mưa hơi ngớt mưa tí mình phải đi về đúng không ạ? Không đi về là tí trời mưa to. Tình cảm đi nhá. Ôi giời, hai vợ chồng tình cảm chưa? Đây. Anh chụp cho hai chồng chở anh đây. Đây quay cho bạn xem này, đây là cả một cái đoạn đường này rất đẹp các bạn này. Nhìn này. Bên đây là nó có cái bờ tường mà nó cái ra lọc ngói thì rất là cổ kính, nhìn rất kiểu là như ngày xưa ấy. Đó. Còn ấy, bên đây thì nó là cái tường bờ tường rào bằng đá rất rêu phong luôn này. Đó. Đó, vợ mình đi chụp ảnh thích chụp ấy, điệu đà lắm luôn. Nhưng mà phải nói là cái khung cảnh rất đẹp các bạn. Đẹp thật sự luôn đấy. Chứ phải đưa nhìn thẳng camera hả hiểu không? Anh Nam từ từ anh Nam. Ok. Bên đây nhà này người ta làm sao để người ta bỏ nhìn nó bỏ hoang luôn này các bạn này. Ngôi nhà bỏ hoang này ngói gì nó khác lạ quá. Buồn nhỉ, để là nó được một cái khu vườn đẹp. Như quạnh quá. Nó đủ là quán đẹp luôn đấy chứ. Ừ. Tuần vào không biết đầu tư gì cả, cần đầu tư vào đâu. Đây các bạn, ở đây có ngôi nhà người ta mới được mới làm luôn này. Đấy, mới làm này. Đó. Mình quay các bạn xem còn này. Mới xây dựng luôn. Làm lại hết này.
Thực ra mà cái ngôi nhà từ ngày xưa đấy thì để nó kiểu là nó bị lâu ngày nó sẽ mục nát đi, người ta phải làm lại hết, bảo dưỡng lại hết này, bảo tu lại hết. Đó, ngôi nhà này người ta đang làm lại này. Bên đây là bây giờ không còn đắp đất nữa mà chát xi măng các bạn. Ở đây cũng bán hàng rồi. Đó. À, trước mình vào đàng cổ cũng vào mùa đông, nhìn nó tuyết trắng bao phủ cũng rất là đẹp các bạn. À. Đây này, đây là quả táo này. Đây là cây táo này. Cái này là chưa ăn được đúng không? Ăn được rồi. Quả táo ăn rồi đây. Đấy, quả táo này, đó. Táo rất nhiều quả, đây quả táo giống Hàn Quốc nhé. Trông sợ lúc hiện tại nó bị chập có ra chưa? Đắng. Hơi đắng chút. Còn méo đây này, quay các bạn xem này. Méo đây là cái hoa mù cung hoa, biểu tượng của đất nước Hàn Quốc các bạn. Đến đây mình lại quay các bạn cái cây cổ thụ to nhất làng, đầu làng là nó có cây cổ thụ các bạn. Cây này là mấy trăm năm tuổi đây. Đây mình quay các bạn xem đây này. Cây này là Bohosu là 600 năm tuổi, là từ khi mà người ta làm cái biển này được 600 năm tuổi, là vào tháng 11 năm 1982 là cây này là được 600 năm. Suco là gì? Rộng là cái khu vòng này là rộng 21 m. Còn vòng của cây là 170 cm. Đó. Nuthinamu. Đó, sợ chưa? Mà từ năm 1982 mà đã 600 năm rồi. Khiếp chưa? Đó. Đi anh rồi. Đó. Thôi. Thôi thì bây giờ thì mình cũng đi ra khỏi làng rồi các bạn. Đây, bên đằng kia nó là cái khu người ta trồng sen rồi. À, lúc vào đầu mình mới quay các bạn xem đấy. Đầu đi bên kia ra bên này. Đó, đây là. Cái hồng này đến lúc mùa hồng là xám. Đấy thì trời cũng mưa khá là to. Thế cho nên là mình đến bây giờ mình cũng chẳng biết nói gì hơn nữa là xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nhá. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye làng cổ. Bye bye.